Ok, luôn em. Cũng hơi trễ rồi nên làm tí con Monster xanh tôi ghi gì nghỉ. Dạo này đang nghiện lại con này. Này. Mới 1 phần 3 quãng đường rồi. Thì tôi đã đi xong cái map, gần như là xong cái map này rồi. Cái map này là map tàn cái rừng tàn tích cổ hay gì á. Bây giờ tôi sẽ xuống map dung nham ở dưới. Và được cái map dung nham đó. Để lấy thêm con goblin. Giờ đi đường trên phía dưới gì cũng được hết. Này cũng phi rồi nên nói ít đấy. Nói nhiều cũng không ai nghe đâu. Giờ về cái trụ tay le đi cho nó nhanh. Đi thẳng qua trái luôn. Bây giờ nên đi qua cái map dung nham hay là chắc đi qua cái map dung nham đi. Đi qua phải 3 lần nhảy lên trên. Mình học phản dưới. Ok. Những cái cửa này đi không được hả? Bắt mình phải đi vòng đường bên hông rồi. Đường bên kia thì vẫn đi qua được. Trái xuống dưới. Qua phải. Gì cũng dướng luôn đó. Con này đã yếu với khí và phép. Rồi chơi luôn. Giờ mình out level với nó nhiều rồi. Chưa chết luôn. Nhưng nó cũng mạnh thiệt. Một cái level bát thiết cũng ngon. Đi thẳng đường dưới vẫn qua được. Chỗ này hình như là phải lấy con cưỡi. Đây con này đây mới chạy qua được. Chứ nó sập nhanh lắm. Rồi đó qua. Nhận được 2 miếng đồng. Bây giờ qua phải luôn. Tí xuống rồi. Thay đây nhận được 2 cái này là hình như để nâng cái kia. Con này con gì lão vậy? Con đốm đốm tiến quá đâu phải không? Yếu với mộc hả? Yếu với mộc thì có mộc luôn.
Đến con giữa đây, con giữa nó nhỏ. Bây giờ con khóc sắp chết luôn kìa, đám nó mạnh quá không. Nó hồi máu quá, nó không chết luôn. Con giữa nó còn thêm lớp giáp nữa chứ. Rồi, kiểu này chết hết chưa? Con giữa vẫn sống. Nó đánh hồi giáp nó đầy luôn. Con chim tôi thấy hơi yếu. Đâu có đường, mình cứ đi đó thôi. Có cái đường bên trái. Được cái hồi máu thôi. Hình như bên trái có đường đó nè. Nè, tôi cần con goblin thợ mỏ này rồi. Con kia là con rồng rồi. Thì goblin thợ mỏ này là nó yếu dưới nước. Hai con yếu dưới nước hết. Một con yếu sẽ thường nhật lý. Nên chắc tôi lấy cái đội hình luôn á. Rồi, lấy cái này đi. Yếu dưới nước hả? Cho dính độc luôn. Chết luôn rồi. Cái con goblin đầu tiên á, nó con goblin thợ mỏ nó bút kêu rất là ngon nha. Ngon hơn goblin phép nè. Anh em nhìn cái lớp kêu của nó, lớp siêu của nó khủng hoảng luôn. Mà đã thế nó còn gây đau nữa chứ. Mình có thể chọn đi vào cái kêu để cho nó tiết kiệm mana nữa. Đầu game tới giờ tôi chưa có xài cái đó nhiều. Nên giờ xài luôn. Đồng này nó cũng trâu dữ thiệt nha. Không có goblin thợ mỏ này. Lên cấp được 4 con luôn. Bây giờ lên một cấp rất là quan trọng. Con này phải đi với hệ độc đánh nó mới mạnh. Để điểm này trước đây. Đây con này đã lên 20 rồi. Đây. Cái boost đó khá là ngon. Phòng thủ 64 lên được 110 luôn, rất là ngon. Đây, cái này cũng ngon luôn. Thì bây giờ còn một điểm cuối cùng. Khi mà cái con quái vật này á, sử dụng một cái khiêu đơn mục tiêu vào một quân đồng minh á, thì sẽ nhận được hai cái boost. Thì tôi nghĩ là chỉ có cái hồi máu thôi.
hoặc là cái bút này thôi. Bút này là trung hình vạch tây thôi, chứ không có bút đơn. Nên tôi phải lấy cái điểm này, lấy cái điểm này bút á thì mới giải được cái chiêu này. Nhưng mà như vậy thì nó hơi lâu, tốn nhiều điểm lắm, nên trước mắt thì tôi chưa thấy chưa cần thiết đâu. Đánh tất cả 210 thì tính ra ba con là 630 lận, cái này 307 à. Thì có 60% gây sốc đó, còn cái này 50 nhưng mà đánh ba con. Thì tôi cũng chưa biết là nên lấy cái nào, nhưng mà tôi muốn bôi con này nó heo hề bút hơn. Cái này cũng ngon lắm nè, bút có thể hai lần nên chắc lấy cái này trước đi, tại mình bút nhiều. Thì một điểm tiếp theo, hai điểm tiếp theo, 306 thì một trong hai điểm này thôi. 15% cơ hội mà cái này nó đánh 4 lần, vậy là 60%. Thì nó cũng như cái này thôi. Thì chắc một trong hai chiêu này tôi sẽ ưu tiên cho nó đỡ cái đợt kế. Con này đang đeo đồ gì đây? Cũng được rồi. Thì kiếm con goblin là thay bỏ con chim đó ra. Con này đâm lửa này rất là mạnh nè. Bỏ qua 50% phòng thủ của mục tiêu nếu mục tiêu đó đã bị thiêu đốt, nên ông tâm chiều này tôi thấy rất là mạnh á. Còn cái chiều này bút siêu nhưng mà vẫn gây thiêu đốt cho quân địch tôi đó nè. Lấy cái điểm này với lấy điểm này đó là 3 điểm, nhưng mà tăng được phòng thủ. Tôi nghĩ lấy điểm này đi, một hồi lấy điểm này và điểm này nữa. 1, 2, 3 điểm. 3 điểm rất cần thiết với con này luôn. Con này lên cấp nữa. Đây đây đây, tất hai lần boost nè. Hoặc là bên đây là chiêu. Được. Ngon, cái chiêu này mạnh, rất là mạnh luôn. Giác đội cũng phải lấy điểm này nữa. Cho nó một điểm luôn. Nên lấy điểm này hay điểm mình vải ta? Cái này tăng kit tao, còn cái này có thể gây chảy máu. Đánh tất cả quân địch mà nó có 109 à. Tôi vẫn nghĩ là đánh đơn đi. Thì một điểm nè, hai điểm nữa nè, ba điểm nữa là rất cần thiết. Thì con này tới 24 chim rồi. Tôi cần con gấp tim thợ mỏ. Mình đang đi đâu vậy ta? Bên trái có đường đó nè, chỗ đó hai cái gương tím luôn mà mình chưa lên được á. Anh em đợi đấy, tôi có tin nhắn. Đây cái công tắc này nè, mở nữa coi. Cả hai con này tôi đều cần luôn, hai con yếu dưới nước, một con yếu dưới lửa. Thì chắc lấy đội hình luôn á. Không, tôi muốn thử cái đội hình mới. Đây.
Chiều này nó cùi quá ta. Bây giờ mình bắt đầu thọt mana rồi. Đó, cái chiêu bão lửa nó rất là mạnh luôn, lại mà gây cái lớp shield rất khổng lồ nữa. Hy vọng lấy được hai cái trứng của hai con. Vẫn không có cái trứng nào hết. Đam khi gây được cái điểm yếu. Thì bên đây lấy được 10% cơ hội gây điểm yếu nhưng mà hơi khó thế. Rất khó luôn. Nên tôi nghĩ là lấy tiếp cái điểm này đi. Mình tới u cái đam băng cho con này. Tôi nghĩ cái cần gạt này mở cái trên đó, nãy nó lừa mình đó. Đó, đúng là nó lừa mình rồi. Hai miếng thép level 4. Có thép như tôi ép được vũ khí lên một cấp cao hơn đó. Đây mình xuống hay lên đây? Để tôi coi lại bản đồ cái. Mình đang ở cái vương ngang này. Nếu đi lên nữa thì sẽ có một cái điểm gọi là cái điểm hồi sinh, điểm tê le chứ. Nên chắc ưu tiên đi lên. Có gương, nãy giờ xuất hiện gương liên tục luôn. Miếng này miếng da nè. Mình sẽ về lâu đài cái nâng cấp sức mạnh lên. Thiếu một cái gim son khá là uổng nha. Cái này đủ nè, dư hai miếng sắt luôn nè. Này thiếu một quả cam. Cái này thiếu hai cái monster bell. Hai cái monster bell có là cái gì ta? Cái hộp này rất là cần thiết luôn. Đi cung thôi, tôi đang đi cung đó. Cây cung này đưa vào một nó là 35 lên 55. Lên 55 thì lên 75 mà cũng không ngon như mấy. Ăn điểm phòng thủ á ta. Tôi thấy cái vuốt này nó vẫn ngon hơn à. Cộng 3 thì lên được 130. Chắc cái này đây tôi vẫn cần mana. Một phát cuối luôn. Rồi. Sắp bia là không biết kiếm đâu ra luôn, hơi bị khó đó. Con này chắc lăn cho nó một phát nữa. Mà con Smite này, Slam này sao lại đánh mà sát thương vật lý ta. Tôi chỉ cần tập trung phép cho nó thôi mới đúng chứ. Cái này nè. Cái ọt này có hồi mana nó rất là ngon. Đây tăng ọt lên luôn. Ọt cộng 2 là 130, thiếu cái Azu game mà. Chín chục
cái này cũng ba này. Này đeo vô tục rất là nhiều luôn, nhưng mà nó hồi mana. Con này cho nó cầm thử cái cung hay cái ọt nha. Cho nó cầm cái ọt thử đi. Mình vẫn còn thiếu nhiều đồ lắm. Game này là phải cày cuốc hơi mệt á. Tôi cần con goblin. Đi qua phải luôn coi cho. Có cái bức tượng đá đây. Đây là cái ghoul to. Will có thể là cần cái điểm này. Bây giờ chắc về kia nói chuyện với nó quá. Nó như suốt ngày ở thư viện á. Will đâu? Ra đây anh có chuyện nói với cưng. Một cái thư viện ở đâu ta? Không lẽ bên phải cổng dịch chuyển luôn. Đây thư viện đây. Ma đút. Còn game này anh em chơi thì cái cốt truyện nó rất là gói. Khi mà đi không đúng tuyến đường nó còn gói nữa. Nên tôi bây giờ tôi kiếp nó luôn. Tại hồi đó tôi cũng đọc cốt truyện qua rồi. Thấy nó cũng không ấn tượng như mấy. Đó, bây giờ mới nói lại cái Ginton cho nó đi nè. Anh em thấy con game nó lạc lõng không? Rồi đó, bây giờ mới nói về cục đá nè, nãy giờ nói chuyện phím trước. Rồi đi thôi. Bây giờ nó đã tới cục đá bên đó đó. Nè. Thằng này nó chơi sâu hả? Rồi, chú ở đó chơi nó đi anh đi đây. Chú đó đập đá đi. Thì yếu với mộc, hai con yếu với mộc và một con yếu với nước. Yếu với nước. Yếu với mộc, yếu với mộc. Tuần sau nó mới chết. Thì vọng đựng đầu khiên mới nói đâu mà anh em nhìn cái lớp khiên nó khủng khiếp không. Ba sẽ tác độc á. Hai con này cái lớp khiên siêu nó vẫn rất là khủng luôn. Chết luôn. Được cái này là cái gì đó. Để tôi rút gồ nó một cái. Cái này như là cho nó lửa. Nhưng mà không biết nó dành cho cái gì. Con này tiến quá dành cho cái con ong nãy. Đúng là cho nó lửa. Dành cho cái con âm nãy. Chim lên 20 rồi. Mà tôi thấy không cần thiết lắm. Tôi cần trứng.
không có được, chắc đi qua phải tiếp. Cứ luôn đây, cần thứ nhất là mấy con goblin này nè. Con cầm cung của mình nó quá mạnh rồi. Này thì chơi khiên với anh rồi. Con Salam của mình giờ đánh được một hit đầu tiên rồi, đủ cái kill cuối nè. Mango là cái sòi á, vẫn không có cái trứng nào ta. Cái gì xong đi, để quay lại. Xuống dưới có cục băng rồi, cục băng này thì làm sao giờ ta, chắc chưa được đâu. Đấy, hai đường đều phá hết, mới đi ngược lại từ đầu luôn. Đập đá vui không Will? Bé Will chạy vặt như nhau hết. Cái con mà soi sáng đây, con này đây đây. Có cái gương bạc, cái gương này chưa bạc hết rồi. Những cái đường này vẫn không đi được thì mình đi đường nào ta? Để tôi coi vậy. À, bên trái vẫn còn cái đường xuống nữa. Vậy là chỉ còn đường đi thẳng về bên trái, nhảy xuống dưới thôi. Chứ bây giờ cả ba đường đều bị chặn hết rồi. Yếu với sát thương vật lý và hai con nước. 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 Bút kiên quá trời. Khó chịu thiệt. Hết mana luôn rồi. Rồi, giết luôn đi. Vẫn không có trứng nào. Thiệt con game.
chiêu đơn rồi đấy. Ủa cái đường này nãy giờ đi rồi chưa? Đi rồi. Ồ, có con xà lam lửa kìa. Bà còn liệu gì nữa không? Chú cái gì ta? Không mạnh như tôi mong đợi. Wow. Đau nha, đau dữ lắm nha. Thiển mạng đi. Sắp chết luôn. Sẽ làm giết sẽ làm. Rồi bay màu con ếch của mình rồi. Không được cái trứng nào hết là sao vậy? Con game nó cơ cấu rồi sao? Sao mà tôi bay không được đó? Vậy là phải con đi trên dung nham mới qua đó được. Tôi đoán vậy thôi. Một mảnh của mà cái cục đá nè. Bên trái có đường không ta? Tôi nghi game mà lắm. Không. Bây giờ gặp cái gì cũng nghi ngờ chứ. Yếu với sát thương nhật lý và mộc. Mộc đây, sát thương nhật lý đây. Rồng nó bút ngon phải không? Khoan, tôi đổi cái chiêu thức lại cái nào. Chiêu này để lên đây. Không, chiêu độc này để dưới luôn. Dưới cùng vẫn là chiêu bút. Không thấm nó mấy. Ồ con này nó đánh đau dữ rồi. Mà nó ăn rồng ở châu quá. Không có cái trứng nào thiệt luôn á. Gây sát thương vật lý à. Sát thương vật lý con này của tôi nó hiếu. Này đi. Cái này bút nó sẽ tắt thêm. Thank you.
chiều cũng được. Thủ tăng lên được gần 60 điểm luôn, ngon. Bây giờ mình qua phải. Đùa, bây giờ hết đường đi bên đó rồi. Game này đi đâu nữa vậy? Để tôi coi đường nữa. Thế giờ bó tay rồi. Cái này là Magma Chamber. Bây giờ là mình đang ở cái chỗ này. Thì dưới đây có đường nè, nó gợi ý ở đây có đường đi tiếp nè. Nhưng mà sao mình xuống dưới này được? Mười lăm và 16. Bên kia còn cái đường giữa xuống nữa rồi. Để tôi qua anh kia coi cái đủ đáng ghê. Cũng phải dính rồi. Dính độc. Độc cho nó không lan ra ta. Vẫn còn máu luôn. Không chết. Bài màu đi. Tốn thời gian quá. Con này hết kill ở đây rồi. Nên chắc tăng tiếp cái kill ở giữa. Không, không, đăng cái kiểu này ngon hơn. Tiếp theo lấy kiểu này và kiểu này. Hai điểm nữa. Sâu dưới đó. Chỉ lấy mỗi gương nữa đó. Gì đây?
có bán gì không ngon không? Chỗ này không mở được. Vậy là hết đường đi rồi. Tôi cũng chả biết đi đâu tiếp. Bên đây có đường không ta? Không có, sao thiết kế như vậy? Một đường nè, hai đường nè, ba đường nè, bốn đường nè, năm đường nè. Qua cái phòng này, qua cái phòng này, xuống cái phòng này. Nhưng mà sao đi được ta? Bên này làm gì còn cái gì nữa đâu. À, tôi nghĩ là quay lại cái đưa cái mảnh đá cho thằng Will. Hồi nãy mình lụm được cái miếng đá cổ nó mới thu được cái hóng này xuống. Tôi đoán vậy thôi. Game này tìm đường mệt quá à. Nó không có bất cứ gợi ý gì luôn. Bỏ tay nhảy chỗ này nó khó gì vậy? Đây, cần trứng, tôi rất là cần trứng. Tụi này nước nè, nước nè. Nó bút cái siêu kìa trời này. Trời ơi, con cung mình sắp bay màu luôn rồi. Trời ông nội hết máu đi đỡ cho người ta nữa. Tốt bụng dữ thiệt á. Rồi con Salam mình nó gạt con đầu rồi đâu. Có trứng không? Vẫn không có trứng, chỉ có miếng lụa gì thôi. Đấm nhau đi. Có trứng con nào cũng được hết. Đang cần ba con nước. Con cuối này, con cung cuối cùng để nó tối ưu cái combo thì chắc giết con cuối trước để mua bút siêu mà khốn nạn quá. Đây mai mai thì có thể nó chết luôn á.
Đó, có goblin rồi đó. Con chim này khúc. Ủa, chưa up. Thợ mỏ. Đủ nhà goblin này. Con goblin này thì nó tăng theo sát thương vật lý. Nên bôi lửa cho nó không ta? Con này lửa rất là mạnh luôn á. Thì con này bôi phòng thủ rất là mạnh. Hết điểm luôn rồi. Con này cái điểm nào cũng cần, bỏ không bỏ được cái điểm nào thì một những con mà tôi thấy nó mạnh nhất cái game này đó. Một điểm nè, hai điểm nè, 3 điểm nè, 4 điểm nè, 5 điểm nè, 6 điểm nè. Cần phải 6 level nữa. Cái điểm này cũng rất cần thiết nè. 7 level, 8 level là vừa đủ level hai mấy luôn. Con này nó cộng theo phòng thủ. Ông đang chơi trên là tôi khỏi ép đồ luôn á. Rồi cho nó ăn ba trái này đi. Cho nó cắn cái level luôn. Mình được một điểm nữa. Nên 5x75. Này 5x65. Nhưng mà con này là cái đam hệ thổ. Hệ thổ mà nó vẫn gây được thiêu đốt nha. Những cái điểm này rất là ưu tiên nè. Rồi ok, bây giờ trang bị cho nó sẽ cộng hiệu phòng thủ, nó sẽ trường vật lý đó, quá ngon luôn. Cái Morningstar nên ta là hợp cho nó nhất. Mana gì ghen hơi bị nhiều ta. Này cũng ngon đó nè. Con này có đam gì đâu mà cần biết đâu.
Rồi, ok. Cái trái nào nhiều nhất cho nó ăn đó đi. Will ơi, Will. Kia rồi Will ơi, mày ở đâu? Anh có quà cho mày đây. Hello Will. Đó, đây là cái mảnh Gunton nè. Lắp vô đi. Đó, rút cái dùng nhà mà dưới xuống. Đúng là nhớ không sai thiệt. Đúng là mấy thằng đều kính. Đúng dân bác học thiệt. Tối ngày cắm mặt ở thư viện á, giống hệt tôi hồi nhỏ luôn. Hồi đó tôi cũng hay ra thư viện tỉnh đó. Lúc của cái thời của tôi thì có gì để giải trí đâu, ngoài mấy cái mà sách vở báo chí đồ ra. Thậm chí hồi đó là cái mạng viễn thông nó chỉ có là 2G rồi khó kiếm rồi đó. Cái thời mà tôi tiếp cận internet đó là phải qua cái Yupi Decom 3G. Cục đó đã mua 999, mua 990 ngàn á, cầm 1 triệu bạc hồi đó rất có giá trị, ra Viettel Store chỉ để đổi lấy mà cái cục Decom đó thôi. Đấy là chưa kể cái tiền quà mạng hàng tháng nữa, nên nó rất là ý nghĩa luôn. Đấm luôn, không có sợ nào nữa hết. Ba con thì sợ thủy hả? Bây giờ chắc tôi không dùng tới con búm nữa đâu. Bài màu luôn. Chống cự hả bạn? Đó, được hai quả trứng luôn. Một con salam nữa, salam lửa. Con này không biết có hay rồng không. Hồi máu giờ siêu tăng 10% nữa. Nhưng mà con này tôi có bôi theo cái đường bút nào đâu ta. Nó đâu có bút máu đâu. Đâu có bút siêu gì đâu. Cũng không thấy hồi máu luôn. Nên tăng cái điểm này nó phí không. Rồi tăng cái điểm này đi. Để mấy cái điểm kia đấy sao. Tôi coi con mà lava nè. Đội hình mình thì không thiếu lửa nên con này lửa nó rất là mạnh đi. Đó, nó đam mà gần như thần lửa luôn. Bút cũng rất là mạnh nữa nha. Tôi rất thích cái mấy cái con xà lam này á, nhưng mà còn nó phun cũng tiêu rồi. Tôi có cái yên mà cho con rồng,
con này vẫn không phụ hy vọng, rất đáng tiếc. Nếu nó đeo được cái yên đó thì tôi sẽ cân nhắc lại. Ấy Kunai cộng 4. Con nào cần đam có hai loại đâu. Nhưng mà mất điểm phòng thủ, bù lại thì nó tăng mana cũng ngon. Tôi sẽ thay nó cho một cái con nào khác. Lao con 4 không cần rồi nè. Hoặc thì nó chỉ gọng phép thôi, đeo vô thì cũng mạnh hơn một tí nhưng mà không cần sát thương vật lý. Con này thì mất tí chút về cái sát thương phép, là tôi coi cái bộ khiêu nó này. Bộ khiêu nó tôi chỉ bôi duy nhất là cái đường sát thương phép thôi, nên cũng chả cần cho lắm. Bây giờ có con ếch này nè, 70-85 mà đam nó quá yếu nè. Mỗi lần đánh thì sẽ thêm 2 hit, 28%. Gắn nó được cho con nào ta? Con này gắn vô thì ngoại trừ cái giảm đam thì giá tới trụng rồi đó. Nó đâu có boost đâu. Mất một đống điểm phòng thủ luôn. Mất thêm đam nữa không? Con này thì tôi cưng nó rồi nên tôi không bỏ nó đâu. Thôi cứ vậy đi. Cái ai đầm kia nó lỗi thời rồi. Được ngàn vàng luôn. Bây giờ trái phải, trái trước đi. Trái thì mình chưa đi được. Sau này có một cái con mà mắc la da vậy. Cục ma, gọi là con ma đi. Đấm luôn không ta? Đấm luôn đi. Để chỗ đó mình còn qua lại nhiều. Bây giờ nó kháng lửa này. Cái này mình lửa rất là nhiều luôn, nên chắc được bỏ ngang sâu rồi nha. Đấy, quên lấy goblin kia rồi. Lấy nhầm rồi. Lũ đạn con cuối là không phải cái con kia mà là cái con Takuni. Nó dễ dàng. Sẽ đánh tụi mày. Nó hồi máu nó bút siêu rồi, khiếp không? Nó đốt sắp chết không bằng được rồi. Xét đánh mày để gì? Ủa chưa chết nữa hả?
Điều này đừng nghĩ là gặp đánh boss quá. Chỉ có con rồng. Rồng này chơi được. Nó yếu với sát thương vật lý. Phan yếu sang tường vật lý. Chỉ có nó kháng với lửa với khí thôi. Con này yếu với lửa đút vô là tôi sợ nó bay màu luôn. Nhưng mà thôi kệ nó. Bút trước. Hai con kia nó không còn nào sợ nước nữa trên ta. Nó không chết luôn. Nó bút phòng thủ rồi. Gạt được hai con boss rồi cũng đỡ. Thêm một xe tắc động. Chết luôn. Đây, được con rồng rồi. Bây giờ đội hình của mình quá nhiều lửa rồi. Nên cái con mà kia chắc tôi bỏ ra luôn. Rồng này đeo được cái đai rồng không? Được rồi nào. Máu ghét. Hồi máu khi bắt đầu mỗi tuôn. Rồi bộ khiêu nó này. Thì con này là tăng máu tối đa lên thoải mái luôn. Nó chỉ đánh theo máu tối đa thôi. Tăng máu với mana tối đa cho nó. Con này thì boost đội hình nào cũng được chứ. Nên tăng điểm nào nữa ta? Thấy cái điểm khiên này được á. Bây giờ lấy mình cái móng đi. Lấy thêm cái đam luôn.
xuyên với hồi máu, lấy luôn 2 điểm luôn. Nhưng mà tính ra thì con sâu đo này vẫn ngon hơn, tôi vẫn thích con sâu đo đo này hơn. Nhưng mà tên mình đâm lửa nhiều quá rồi. Quá nhiều đem lửa luôn. Thôi, vẫn ở trên có đường hay gì không? À, vũ game ngon. Cái này để nâng cấp vũ khí. Kangaroo rồi. Cô anh chưa cưới đâu. Thủ đáng. Đấm mấy con này đi đi. Đèn ngó. Hai con yếu dưới nước. Một con yếu dưới sát thương vật lý. Máu, con máu 4.000. Này thì máu 4.000 nha anh mày. Sẽ thương vật lý hả? Sẽ thương vật lý thì có cái này. Đến vậy mà có 4 sao à? Chưa có chịu phá. Ba con đều yếu với nước. Nước nè, nước nè, nước nè. Rồi bút siêu nữa. Mày siêu quá mày. Làm băng đấu làm lửa. Hai con lên cấp. Hồi máu cũng tăng bút lấy luôn. Cái chiêu mà siêu hoặc tăng tuổi nè. Nhưng mà lấy cái siêu trước lấy cái tăng tuổi sau. Bên này là cái đam tự nhiên 7 phát luôn. Bên này 5 phát 350 325. Không thường đam chứ đi. Đây 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 đây, điểm này rất là mạnh đó nè. 2 điểm luôn. 3 điểm rồi luôn. Con sâu vẫn rất là mạnh, nhưng mà chưa có thực dụng vỏ thôi. Mình mở ra mấy cái đường tắt để đi nhanh hơn.
Đây, đấm nó luôn cho mau lên cấp. Yếu sẽ ba con đều yếu với sát thương nhật lý. Sát thương nhật lý là bộ ba goblin thôi. Thử rồi. Thế yếu yếu sao ta? Quá trời con này nó trâu. Lên cấp đều luôn. Lấy cái điểm này là sai, quá sai mà. Đâm thổ, con này cũng đâm thổ luôn. Con này lý ra không nên tăng đam cho nó, tại vì tăng lên nó cũng vẫn phế rồi á. Cảm giác nó yếu yếu không sao á. Lấy thêm một kill boost nữa đây. Dưới này còn đường không nào? Để tôi xuống dưới coi nhé. Còn đường mà chưa đi được quá gì. Chưa, khó lắm. Trong con này chắc boss rồi đó. Thôi đấm nhau đi. Được cái cuộc chuyện này. Buồn ngủ quá rồi. Bây giờ là đội hình của nó. Yếu với nốt. Yếu với phép. Giờ yếu với khí. Nên con đầu tiên người cho thế gian này. Cả hai con nó đều kháng lửa được. Đội hình này
Chết rồi, con thằng năm của mình. Wow, con nó có nó mạnh quá ha. Nó gọi con trâu ra kìa. Trâu nó chắc đẩy mình hết chết con Salam luôn. Chết hai con cùng lúc luôn. Rồi bộ ba gấp liền ra. Rồi mình còn hơn nó một con. Rồi nó bút chiêu kìa khủng khiếp luôn. Ôi vãi lời siêu nó. Siêu gì chơi bài gì nó trời. Nó kháng được. Kháng cũng phải bắn nữa. Rồi chết luôn không? Chưa. Ây da, chưa chết, chưa chết. Ba goblin vẫn rất là bá. Mày có thể mạnh đó, nhưng tao sẽ trả lời. Mày có chả biết cái quái gì cả. Mày có thể đúng. Mình đối tượng nhớ gì vậy? Tôi kiếp không à? Thì đừng có lo, thằng này là không có giống những thằng khác đâu. Nó sẽ giúp chúng ta là ngừng lần ma kết vậy. Giờ mình tìm cái Santuri token nó lại đưa nó. Đây là đâu đây?
Sát thương nhật lính hai con. Tôi nhớ rồi đó, tôi bui sao con goblin này nó mạnh lắm mà bây giờ nó lấy cái chiều. Lên này đó tôi bui sao nó mạnh lắm ta mà giờ nó lại yếu gì, chưa nhét đồ thủ cho nó nhiều quá hay gì á. Rồi ưu tiên vào cái điểm này nó đi, tại đi quá rồi, lấy một điểm hai điểm nữa, cố hai điểm nữa cho nó. Tôi đi vô đây tiếp cái coi có gì nữa không nghĩ. Tôi có chìa khóa rồi, một miếng bạc. Một miếng da. Ở trên có đường nữa kìa. Nhưng mà sao đi được ta? Wow. Cộng 4 luôn, mana regen cộng 50. Dạ. Khoan được coi con nào đeo được cái đó. Hai miếng da, hai miếng bạc, hai miếng da, da thì dở quá nhiều thôi.
đủ đạn lắm. Một cái gấp bóc. Mình cho anh cái địa thơ. Bà còn yếu sẽ thường nhật lý. Chết luôn, vãi mạnh. Con này nó one hit one kill luôn rồi. Giờ đội hình mình chỉ có mỗi mình nó mạnh thôi, còn mấy anh kia yếu quá. Shukigen cũng 4. Nó tăng cơ hội giết mà team mình không có đứng giết cho lắm. Em trưởng cũng 4. Tăng phép di đầm giết. Shukigen thì nó cân bằng hơn. Giảm thủ nhưng mà tăng giết cũng được. Con này yếu quá rồi. Con này của tôi giờ nó yếu siêu luôn. Cấp mô giờ đã ra đi, không lẽ bỏ nó ra khỏi đội hình luôn mà chơi gì nữa. Hai con này đam quá yếu, gánh mỗi con thứ ba thôi. Chỗ này sau này có con nhện mở được. Đủ đáng chấm thiệt. Không đứa đâu mày. Cái này có cái gương rồi. Đến boss nữa. Con này nó làm sao ta? Nó kháng lửa chết tía mình này.
nó yếu dưới nước. Rồi nó bút một đống luôn rồi. Ba tuần nó chết rồi, tuần này nó đi rồi. Bye bye. Thủ với mana gì ghen được. Chúc mừng salam của mình được. Đây, đúng hàng ngon cho nó luôn. Này lắp thêm cũng được, cái này cũng được nữa. Tí về tôi sẽ nâng cái Pandora box lên cho nó. Tí nó lấy điểm này. Điểm này nữa. Sẽ được kích này rất là khủng rồi. Rồi có cái đầu cành này đưa được ông kia đó. Đưa cho cái ông mà bà thuốc bây giờ nó. Bà tôi quên nó tiêu ổng ở đâu rồi. Như cái hình ngôi nhà trên đó không. À, thôi hôm nay nghỉ tại đây thôi, hết ngày luôn rồi. Game này đúng là gây nghiện thiệt. Ok, bye bye anh em.